Các bạn, đây là mẫu máy tính tiền siêu thị cao cấp nhé. Bản này có rất là nhiều chi tiết đẹp ạ. To. Máy sử dụng. Thẻ có thẻ này. Máy này thì sẽ bấm tính tiền được như máy tính luôn. Ví dụ này. 7 nhân 3. Hả? Đó, dùng như một cái máy tính thật luôn ạ. Con này để tiền.